Con vừa quy y được 3 năm và bắt đầu tìm hiểu giáo lý Phật Pháp. Con rất hoan hỷ và luôn luôn tìm cơ hội được cúng dường chư Tăng. Một ngày bạn con bảo là con theo Nam Tông hay Bắc Tông bên nào thì chỉ nên cúng dường phụng sự theo bên đó. Người này học Phật hơn 20 năm rồi, con không biết nói vậy có đúng không. Nhưng theo con nghĩ, thì theo suy nghĩ của con, thì vị sư nào cũng đáng kính và đáng cúng dường hết, có cơ hội được cúng dường là phước lắm rồi, nên con có cơ hội là con rất háo hức cúng dường và chưa hề có suy nghĩ phân biệt nam hay bắc gì hết. Xin sư khai thị cho con với. Đây là hai cái cực đoan đều không nên hết. Một bên là anh phải phân biệt cho rõ nha. Nam Tông mà cho ra Nam Tông, mà Bắc Tông cho ra Bắc Tông, chứ không có chạy tùm lum tùm la cúng chỗ này cúng chỗ kia, phụng sự chỗ này phụng sự chỗ kia. Đây là một cực đoan. Mà cái cực đoan thứ hai là thôi cái giống gì tôi cũng cúng hết, Nam Nam Bắc Đông Tây trên dưới tôi cúng láng cúng sạch hết, thì đây lại là một cực đoan khác. Nó giống như sẽ đưa ra một cái ví dụ như vậy để cho quý vị dễ hiểu. Giống như ông bố của mình, mình thờ ông bố của mình nha, thì là đó phải là ông bố của mình, chứ không phải cứ ai mặc đồ của bố mình là mình đều kêu là bằng bố. Nhớ giùm, khác nhau. Bố mình thì phải, thì cho dù bố mình có mặc đồ gì đi nữa thì cũng là bố của mình, đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ ai mặc đồ bố của mình thì mình đều kêu bằng bố. Hoặc đó là cái, còn cái kiểu mà ai cứ ai mặc cái đồ đó là mình kêu bằng bố, thì đó là một loại cực đoan. Cái loại cực đoan thứ hai là mọi nhìn không biết ai là bố hết, cứ mọi người đều là bố sạch. Ông già bà trẻ, ông hàng xóm tới ông bán nước tương, bà bán nước mắm cứ kêu bằng bố hết, thì đó lại là một cực đoan nữa. Cái vấn đề ở đây là đứa con nít nó phải biết được ai là bố của mình mà mình thờ chứ. Cái chuyện của vị thờ cúng cúng dường hộ độ cũng y chang vậy. Cái vấn đề ở đây không phải cứ ai mặc cái y của vị đều cúng dường, không phải cứ ai đắp cái y mà nó theo cái sở thích, theo quan điểm thị hiếu của quý vị thì quý vị hoan hỷ quý vị cúng dường. Mà làm ơn làm phước xem coi cái vị đó có chánh kiến hay không. Phân biệt một vị có chánh kiến nó quan trọng hơn là phân biệt một vị đang đắp cái y màu gì. Nhớ giùm sư, sư luôn luôn khuyên quý vị nha. Một ông á, ổng có mặc đồ Nam, đồ Bắc, đồ Tây, đồ Tàu đi chăng nữa mà ổng có chánh kiến thì vẫn đáng để mình đội lên trên đầu. Còn một ông mà ổng đạo mạo nha, mặc y nó thẳng tươm, nó đẹp, hết sức là đẹp, cho dù là Nam hay là Bắc mà ổng tà kiến một cây thì làm ơn làm phước tránh xa giùm sư. Mà muốn biết được đó thì làm ơn đi học đạo. Khi mình học đạo thì mình sẽ biết được à vị nào có chánh kiến, vị nào tà kiến. Đừng có nhìn vô màu y, sư nói thiệt, đừng có nhìn màu y. Cũng y như cái đứa nhỏ đó, nó phải phân biệt được đâu là ba của nó, chứ không phải cứ ai mặc cái bộ đồ đó đó đều kêu bằng ba thì coi chừng nha. Hoặc là như bà vợ, phải ông chồng mình chứ, không lẽ ai mặc bộ đồ đó mình đều kêu bằng chồng, tầm bậy á, chết á nha. Chính bởi vì như vậy nên tỉnh táo và muốn biết thì học đạo, học giáo lý giùm sư. Không biết cái vấn đề này thì Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Ở đây có một điểm mà sư rất là sư hoàn toàn đồng ý với Đức Hành Tại mà Đức Hành Tại nêu lên, chứ về cái điểm chính đó, quý vị phải nhắm rõ. Quan trọng nhất á, người đó là trong đầu họ họ có chánh kiến không? Chánh kiến ở đây á, mình phải hiểu rõ là họ có học hành và nói theo đúng những cái lời dạy của
Đức Phật không? Thì điều đó quan trọng thưa quý vị. Chánh kiến nó bao trùm như vậy đó. Sư muốn nhấn mạnh một lần nữa là chánh chánh kiến á, mình phải hiểu ở đây đó là cái người đó đó họ có học và hành và nói đúng những cái lời dạy của Đức Phật không, thì mới gọi là mới tạm gọi người đó cái chánh kiến như này, thì mình hướng đến cái đối tượng đó, đó cúng dường. Cái điều đó nó quan trọng thưa quý vị. Mà cái điều nữa để Đức Hành Tại nói nhắn nhắn gửi vị đó. Khi mà mình nghe nói chánh kiến ấy, bản thân mình phải được tự đặt câu hỏi, giống như là mình nói là ủa vậy vậy bây giờ con giống như sư khuyên con á, sư khuyên cho con là không quan trọng là Nam Tông hay Bắc Tông, nhưng mà vị đó phải có chánh kiến, vị đó có chánh kiến thì cái việc cúng dường của con nè nó mới có ý nghĩa, nó mới thù thắng, đúng không? Cái điều đó mới giúp con có an lạc ở trong hiện tại, có an lạc ở trong tương lai và sớm chấm dứt sinh tử luân hồi. Vậy giờ con phải làm thế nào? Thì Đức Hành Tại cũng muốn nói thưa quý vị, quan trọng nhất là việc phải học căn bản, học nền tảng mà học đúng nữa, mà học có sự suy xét, sự suy tư đó. Suy xét suy tư là sao? Phải đối chiếu kinh với luật, phải đối chiếu cái lời vị này là nói là mình cũng ghi nhận. Thí dụ ông sư Hành Tại ông nói, ông sư Tệ Tường ông nói, phải ghi nhận, đầu tiên phải ghi nhận cái đã, không rồi xong á phải đối chiếu. Hôm nay ông sư Hành Tại, ông sư Tệ Tường nè, ổng giảng cái điều này nè, ổng hay nói trong kinh tạng á, cho ví dụ 16 điều mộng vô ba tư nạt hay là vô ba xe đi đó, rồi mình đối chiếu là coi trong trong kinh, ví dụ trong tiểu bộ hay trong đâu đó có rồi xong qua một cái thời gian á, qua một thời gian rồi mình mới kết luận được là ông đó là có chánh kiến không chánh kiến. Rồi khi mình có chánh kiến á thì mình hướng đến cái vị đó, mình đến mình hộ trì, không mình cúng dường. Thì khi mình hiểu được gì rồi rồi, rồi á, thì cái ý nghĩa mà gọi là Nam Tông hay Bắc Tông á đâu còn quan trọng thưa quý vị. Nên cái điều quan trọng nhất vẫn là quý vị á, một lần nữa sư nhấn mạnh quý vị phải học đúng đúng thầy và đúng trong kinh điển, đúng lời Phật dạy. Thì bản thân quý vị á, không chỉ cái việc mà quý vị biết á, nên nó cúng dường cho bên Nam Tông hay Bắc Tông, đúng không, quý vị, mà ngoài ra quý vị á, biết á, trong đạo mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đúng không, cái gì nên phát triển, cái gì không nên phát triển, cái gì cần đoạn trừ, đúng không, và cái gì cần cần phải ngăn chặn. Điều đó rất quan trọng. Cũng xin kết thúc phần trả lời này. Qua câu hỏi tiếp theo.